Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông, thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa bà con mình cần biết để mà có sự thành công khi mà chăn nuôi cái con chuồn mốc này, đó là cái yếu tố liên quan đến việc là hỗ trợ ghép đôi, phối giống và nuôi con sinh sản cũng như là chăm sóc con lon. Đấy, thì như bà con mình nhìn thấy đấy, thì trang trại chúng tôi đã đưa ra phương pháp ô chuồng 3 ngăn để dành riêng cho cái việc ghép đôi sinh sản với con chuồn mốc này. Đấy, phương pháp chuồng thì nó rất là đơn giản thôi, nó có cái 3 ô riêng biệt dành cho cái việc ghép đôi. Thì cái hình thức 3 ô như thế này ấy, nó sẽ ghép đôi với tỷ lệ là một con đực và hai con cái. Thì chúng ta sẽ nhốt một con đực ở giữa và hai con cái ở hai bên như thế này. Thì đồng thời thì cái thời điểm mà khi bà con mình bắt con giống về sẽ thả tập trung với nhau, nghĩa là mình sẽ có cái vách ngăn ở giữa này, mình rút toàn bộ những cái vách ngăn lên, đồng thời thì cho một con đực với hai con cái ở chung với nhau. Đấy, trong quãng thời gian dao động khoảng độ trên dưới 15 ngày để cho đến cái thời điểm, đúng thời điểm ghép đôi phối giống, thì con đực sẽ chủ động là phối giống với hai con cái ở trong chuồng khi đúng cái thời điểm con cái nó lên giống. Và đồng thời thì trang trại sẽ đồng hành cùng bà con và hỗ trợ bà con trong cái việc là tính toán cái thời gian nó phối giống và có thể là xác nhận được cái việc là con cái nào nó đã được giống và mang bầu. Thì khi đó bà con mình sẽ cài cái vách ngăn vào. Đấy, nó sẽ có một cái vách ngăn bằng cái gạch men dao động khoảng kích thước 50-50. Mình sẽ cài vào đây. Đấy, sau đó thì dồn con cái sang một ô chuồng của nó. Đồng thời thì bà con mình sẽ bổ sung cho nó một cái hình thức là cái ổ giả. Cái ổ này thì bà con mình cứ hình dung như là cái ổ con chó vậy. Thì mình sẽ sử dụng bằng cái giỏ hoa quả hoặc là một cái hộp gỗ nào đấy. Mình thả thêm một cái ít rơm dạ hoặc là một cái rẻ vào đó để cho nó cuốn ổ nó đẻ. Thì trong vòng con chồn này thì nó sẽ mang bầu trong vòng độ khoảng độ 5-6 đến 60 ngày là nó sinh sản. Đấy, về vấn đề ghép đôi. Trong quãng thời gian mà nó ghép đôi cũng như là mang bầu thì bà con mình cần bổ sung thêm cho tôi một số cái chất dinh dưỡng. Ví dụ như là có thể buổi tối thì mình sẽ bổ sung cho nó thêm một cái bữa cháo nữa. Đấy, cháo thì mình sẽ cho nó ăn bằng cái lượng dao động khoảng độ 200 gram cháo. Đấy, mình cho vào cái bát này này. Cho vào cái bát này, thực ra nó là cái lắp bịt cái ống nhựa PVC với đường kính là 114mm. Đấy, mỗi con thì mình sẽ sử dụng là cho một cái bát này cháo để cho nó ăn vào buổi đêm nữa. Để nó làm sao là tăng cường thêm cái dưỡng chất cho nó, bổ sung với việc là nó hỗ trợ phối giống tốt này, cũng có thể là mang bầu và đến cái thời điểm nó nuôi con nhỏ nó sẽ đủ cái lượng sữa để nó chăm con. Đấy. Và một cái ưu điểm của cái dòng chuồn mốc này này là khi mà nó phối giống cũng như là khi mà nó mang bầu và sinh con nhỏ thì bà con mình không cần phải can thiệp bất kỳ một cái động tác hay thao tác nào cả, mà gần như nó tự nhiên nó phối giống cũng như là nó sinh con và nuôi con ở trong khu vực chuồng nuôi của nó. Đấy, thì cái này nó là một ưu điểm gần như là vượt trội so với những con vật nuôi thông thường mà bà con đang chăn nuôi ở nhà. Ví dụ như con lợn thì bà con mình phải là đỡ đẻ rồi là bóc cái màng cho nó thở và đồng thời có thể cắt lanh cắt móng để làm sao thì con nhỏ nó phải khỏe mạnh khi mà nó mới sinh ra. Con trâu con bò cũng vậy, đều phải đỡ đẻ cả, nhưng con này thì bà con tuyệt nhiên là không phải can thiệp bất kỳ một khâu nào cả. Đấy là về vấn đề ghép đôi và phối giống. Và khi mà bà con mình ấy muốn có cái mong muốn tìm hiểu và phát triển cũng như là làm kinh tế từ con chuồn mốc này để làm giàu cho gia đình và thay thế cho những cái mô hình chăn nuôi cũ mà nó không hiệu quả, thì bà con mình phải trực tiếp đến những cái trang trại mà người ta đã có bề dày kinh nghiệm và phát triển lâu năm và có những cái sự thành công vượt bậc rồi, thì bà con mình sẽ được họ chia sẻ và đồng thời thì hỗ trợ những cái điều kiện tốt nhất để có thể phát triển và bắt con giống về chăn nuôi. Nếu bà con có cái nhu cầu và cái mong muốn phát triển chăn nuôi và làm kinh tế từ con chuồn mốc thì cũng xin mời bà con đến với trang trại, thì tôi sẽ trực tiếp chia sẻ và tư vấn cũng như hỗ trợ bà con mình làm sao bà con mình có cái bước đầu là hình dung định hình tốt nhất để làm sao phát triển và có sự thành công làm giàu kinh tế cho gia đình từ cái mô hình con chuồn mốc này.